Hiện nay, cùng với các xã thị trấn trên địa bàn huyện Yên Khánh, bà con xã Khánh Trung đang tập trung thu hoạch trên 600 ha lúa đông xuân. Năng suất lúa năm nay cao hẳn so với cùng chả năm trước. Riêng đối với cánh đồng hơn 100 ha của hợp tác xã Quyết Trung, nhờ áp dụng tốt các quy trình sản xuất hữu cơ như sử dụng giống xác nhận, cấy máy đồng loạt, sử dụng phân gáp một loại phân bón thế hệ mới theo từng giai đoạn sinh trưởng cây lúa, nhờ vậy mang lại hiệu quả kinh tế cao nên người dân rất phấn khởi. Đặc biệt, niềm vui nhân ba khi đầu ra có doanh nghiệp thu mua tại ruộng. Mà thôi tại bà thì cứ gặt đến đâu thì máy gặt đến đâu là cân đến đó, chứ không phải là đưa về nhà thôi. Thì nhà tôi một gỗ hai thì tôi lấy có 3 sào phải ăn thôi, còn là tôi cân hết cho hợp tác. Thì trong cái chuỗi sản xuất giữa 4 nhà này thì bà con được tiếp cận với các cái tiến bộ khoa học kỹ thuật, và năm nay thì được mùa được giá nên bà con rất là phấn khởi. Sản xuất theo chuỗi giá trị đồng bộ lần đầu tiên được thực hiện ở Ninh Bình với sự tham gia của các nhà chính quyền, khoa học, doanh nghiệp và nhà nông. Các hoạt động trong sản xuất được khép kín và đồng bộ từ khâu lên kế hoạch, triển khai kế hoạch, gieo mạ tới thu mua và chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Vai trò thành viên trong chuỗi phát huy rõ nét tích cực. Hiệu quả mang lại là các thành viên được mùa, được giá. Mô hình được triển khai đến nay có thể nói là thành công, cần được nhân rộng. Thưa quý vị và các bạn, sản xuất nông nghiệp an toàn theo chuỗi liên kết là một hướng đi, là giải pháp để giúp cho bà con nông dân có cái giá trị cao trên đơn vị diện tích. Cái việc liên kết thì đã được thực hiện trong nhiều năm qua trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên ở cái vụ đông xuân này, việc liên kết trong sản xuất lúa theo chuỗi một cách đồng bộ lại đem lại hiệu quả tích cực và cao hơn, và giúp cho bà con nông dân áp dụng được nhiều các tiến bộ khoa học để nâng cái giá trị trên đơn vị diện tích. Đây cũng là nội dung của chuyên mục khoa học kỹ thuật và công nghệ ngày hôm nay. Tham gia với chương trình của chúng ta có kỹ sư Phạm Hồng Sơn, Trung tâm khuyến nông tỉnh, và các cái khách mời cùng tham gia với chuỗi là ông Phùng Văn Quang, giám đốc công ty vật tư nông nghiệp Hồng Quang, ông Phạm Ngọc Duân, bí thư đảng ủy xã Khánh Trung, huyện Yên Khánh. Vâng, thưa ông Duân ạ, cái phóng sự ngắn vừa rồi ta mới thấy niềm vui, niềm cảm xúc của bà con nông dân trong cái vụ mùa ngày hôm nay ạ. Vậy thì đối với ông là những người mà trực tiếp chỉ đạo tham gia sản xuất trong cái chuỗi này thì ông có thể cảm nhận một điều gì trước những cái vụ lúa bội thu như ngày hôm nay ạ? Có lẽ không riêng gì cá nhân tôi mà đối với đảng bộ dân xã Khánh Trung, hôm nay chúng tôi rất là phấn khởi trước kết quả sản xuất của vụ xuân năm 2022 với sự liên kết của 4 nhà đã nâng cao chuỗi giá trị sản xuất nông nghiệp. Điều ấy nó gắn liền với cái sự phát triển của từng gia đình, chúng tôi sẽ có cái đời sống nâng lên nhờ cái chuỗi liên kết và cái sự liên kết của 4 nhà. Bà con nông dân chúng tôi có cái cuộc sống mỗi ngày sẽ thực sự no ấm hơn. Vâng ạ, thưa kỹ sư Sơn ạ, cái mô hình liên kết đồng bộ được hiểu như thế nào? Vâng, thưa chị, thì vụ xuân 2022 tại xã Khánh Trung thì đã thực hiện cái mô hình liên kết đồng bộ. Đồng bộ ở đây là đồng bộ từ doanh nghiệp vật tư đầu vào trong sản xuất, hợp tác xã nông nghiệp thực hiện các cái khâu dịch vụ, đến bà con nông dân thực hiện đúng cái quy trình kỹ thuật của sản xuất theo hướng hữu cơ và hữu cơ, và có sự tham gia liên kết của các cái nhà máy chế biến lương thực để đảm bảo bao tiêu cái sản phẩm đầu ra cho bà con nông dân, nên cả hệ thống hoạt động một cách đồng bộ thì nó nâng cái giá trị của sản xuất trên một đơn vị diện tích, đem lại cái hiệu quả kinh tế cho bà con nông dân. Đặc biệt trong cái bối cảnh Covid-19 tiêu thụ sản phẩm khó khăn, mà trong cái chuỗi của chúng ta đảm bảo được cái liên kết đầu ra cho sản phẩm thì cái này chúng tôi đánh giá cực kỳ quan trọng. Vâng, thế bây giờ tôi muốn cái thực tế của cái mô hình này như thế nào ạ? Vâng, xin mời chị. Vâng, chúng ta đang có mặt tại cánh đồng 100 ha thực hiện cái liên kết theo chuỗi giá trị đồng bộ. Trong cái chuỗi liên kết thì chúng tôi chọn 2 cái giống và Nếp Hương và Hương Bình là có những cái đặc tính ưu việt và được thị trường ưa chuộng để thực hiện cái liên kết sản xuất. Về cái phương pháp gieo cấy thì chúng tôi thực hiện là 100% là phương pháp cấy bằng máy và cấy bằng tay. Vâng ạ, thưa ông Duân ạ, là một trong những xã mà đi đầu trong cái việc áp dụng khoa học kỹ thuật và đã thành công trong cái trên cái diện tích lúa, mình thực hiện như thế nào để có cái sự liên kết một cách chặt chẽ với lại các nhà khoa học cũng như là doanh nghiệp? Khánh Trung tôi với 633 hecta, chúng tôi đã quy hoạch thành 7 vùng theo tinh thần nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ, quy hoạch từng vùng một và có cái tổ chức cho bà con đi tham quan học tập
ở các nơi mà phát triển tốt. Và đặc biệt chúng tôi phối hợp thật chặt chẽ với doanh nghiệp Hồng Quang trong việc lựa chọn, chọn tạo các cái giống lúa phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của Khánh Trung. Và chính từ cái yếu tố liên kết bền vững ấy, đối với Khánh Trung chúng tôi, có thể nói hôm nay chúng tôi sản xuất nông nghiệp đã trở thành hàng hóa. Trước đây 15 năm chúng tôi sản xuất là tự cung tự cấp là chính. Bây giờ sản xuất nông nghiệp đã trở thành hàng hóa và sản xuất nông nghiệp có trách nhiệm, thân thiện môi trường và nâng cao cái giá trị sản phẩm. Và đặc biệt một cái điều quan trọng đó là chất lượng cuộc sống của người dân được nâng lên do từ cái liên kết giữa bốn nhà, và trong đó có sự góp phần rất quan trọng của các nhà doanh nghiệp trong việc chọn tạo các cái giống phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng Khánh Trung. Để chia sẻ những cái kinh nghiệm trong cái việc mà mình thành công trong cái chuỗi, cái vai trò của chính quyền, vậy thì anh có thể nói được điều gì để cho nhiều các địa phương khác học tập không ạ? Với cái kết quả ngày hôm nay, một cái điều thành công mà chúng tôi rút ra đó là bà con nông dân phải nắm được khoa học kỹ thuật. Và cái yếu tố khoa học kỹ thuật hết sức quan trọng, không phải ngày một, ngày hai người ta đã biết, mà có cái sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền địa phương và đặc biệt là cái sự phối hợp của doanh nghiệp. Dù bất cứ một cái việc gì mới, một giống rau mới hoặc một cái quy trình thâm canh khác, chúng tôi cũng phải tổ chức tập huấn cho bà con nông dân để cầm tay chỉ việc, bà con nông dân mới hiểu được cái việc ấy và mới chấp hành theo đúng cái hướng dẫn của quản lý nhà nước cũng như là các doanh nghiệp để chúng ta thực hiện tốt cái chuỗi liên kết, và chính họ phải có cái trách nhiệm với cái sản phẩm mà mình làm ra. Một lần nữa thì xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình ạ. Hy vọng thì trong thời gian tới Khánh Trung thì sẽ có nhiều những mô hình liên kết cũng nhiều cái mô hình áp dụng khoa học thành công để nhân rộng ra địa bàn tỉnh. Xin cảm ơn ông ạ. Thay vì nhập khẩu, nhiều năm qua, nhờ các doanh nghiệp nông nghiệp phối hợp với các nhà khoa học chọn tạo nhiều giống lúa có tiềm năng, năng suất cao, đảm bảo phù hợp với thổ nhưỡng của Ninh Bình, khỏe cây, kháng sâu bệnh, thời gian sinh trưởng phù hợp và đáp ứng yêu cầu thị trường là gạo ngon, sạch bệnh. Các giống lúa QG1 Hương Bình, Nếp Hương của công ty trách nhiệm hữu hạn nông nghiệp Hồng Quang chọn tạo nhiều năm qua đã đạt giống lúa xác nhận được đưa ra diện rộng. Trong phạm vi mô hình chuỗi khép kín, giống lúa Hương Bình được chọn thực hiện tại Ninh Bình theo hướng hữu cơ, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Thưa ông Quang ạ, một trong những khâu quan trọng đó là khâu giống ạ. Người ta nói là nhân nước nhì phân tam cần tứ giống đấy ạ. Vậy thì trong cái chuỗi này thì ông tham gia những cái phần như nào ạ? Liên kết thì công ty có tham gia là hai bộ giống, là giống lúa Hương Bình và Nếp Hương. Hai bộ giống này là mang hiệu quả kinh tế cho bà con nông dân là rất cao. Đấy. Và Hương Bình thì đối với giống lúa Hương Bình thì đối với tỉnh đã làm được thương hiệu gạo Hương Bình, còn giống Nếp Hương tỉnh cũng đã làm được thương hiệu là cơm cháy Nếp Hương, để ra một cái giống tốt để cho bà con nông dân thu và có năng suất cao thì anh em kỹ thuật là đang chọn tạo lọc dòng, và từ lọc dòng đó là đưa ra cấy dòng và cấy siêu và cấy nguyên chủng và với nhân ra cho bà con để sử dụng. Thì cái khâu này là khâu quyết định giống tốt hay không là khâu chọn dòng. Đấy là anh em đang chọn dòng. Thì mới đưa ra cái G1 bên kia. Đấy, G1 thì mới đưa ra chọn. Khi mà Bộ Nông nghiệp về trung tâm về nghiệm thu được cái dòng đó thì mới đưa ra cái siêu như khu vực ngoài kia. Và từ cái siêu xong mới đưa ra nhân nguyên chủng. Thì cái khâu giống này là quyết định cho vấn đề năng suất và chống chịu sâu bệnh hay không là ở cái cán bộ kỹ thuật chọn dòng. Đấy, đây là một cái khoa học đấy mà mình phải nghiêm túc thực hiện đúng khoa học về chọn lọc dòng giống. Thưa ông Quang ạ, để lựa chọn một cái giống mà đưa ra trong cái chuỗi ngày hôm nay thì mình mất khoảng thời gian bao lâu ạ? Để đưa ra một bộ giống như để thực hiện như một chuỗi ngày hôm nay thì là phải mất 3 vụ, và đến vụ thứ 4 thì bà con nông dân mới tiếp thu được cái bộ giống mà công ty chọn tạo. Qua 4 vụ tức là 2 năm đấy ạ. Vâng, thì bây giờ đã thành công được một số cái giống lúa mà mình đã hoạt động theo cái chuỗi có hiệu quả rồi, được bà con tiếp nhận rồi, được thị trường tiếp nhận rồi. Trong thời gian tới thì cái việc mà lựa chọn các cái giống lúa thì mình đang tiến hành như thế nào ạ? Thì trong những năm tới thì công ty đang chọn tạo ra những bộ giống mới. Thứ nhất mà nói là chống chịu sâu bệnh. Thứ hai nữa là năng suất cao. Thứ ba chất lượng tốt. Thứ tư là thích ứng rộng. Và nhất là cái vấn đề chất lượng thì làm sao để đối với trong tỉnh Ninh Bình thì phải đảm bảo an ninh lương thực trước hết, sau đó là đến làm cái chương trình xuất khẩu. Thì
công ty đang thực hiện đúng chương trình theo lịch trình mà kế hoạch của công ty đề ra, là trong những năm tới phải ra những bộ giống tốt đấy, để làm sao mà cho bà con tiếp tục tiếp thu những bộ giống của công ty đấy. Ví dụ tới đây là ra cái hương bình 9 hay là ra cái hương bình 135, thì những bộ giống này là cho những năm 26-27. Được biết là ngoài cái việc cung ứng đầu vào là giống lúa thì đầu ra công ty cũng thực hiện bao tiêu. Vậy thì mình đang thực hiện bao tiêu như thế nào cho bà con trên địa bàn tỉnh Ninh Bình? Đối với công ty đã cung ứng giống lúa và liên kết với một số nhà máy, cùng nhà máy thu mua cái lúa thương phẩm cho bà con nông dân tỉnh Bình. Thì trong những vụ chiêm xuân năm 2022 này thì công ty đã phát triển lên huyện Gia Viễn, Nho Quan và Kim Sơn, Yên Mô. Thì từng bước một thì công ty sẽ phát triển đồng bộ. Thì vừa rồi có một cái hội nghị trong chương trình một chuỗi, thì đến giờ phút này thì công ty đang triển khai cái chương trình một chuỗi đó để làm sao cho đủ cái lượng lúa thương phẩm để cho các nhà máy sai sát. Cái sự định hướng của công ty cũng như sự cam kết của công ty trong cái việc mà bao tiêu sản phẩm đó là những cái tín hiệu vui cho bà con nông dân có thể tin tưởng và tiếp tục mở rộng sản xuất lúa trong tương lai một cách phát triển bền vững. Và một lần nữa thì xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình ạ. Thưa kỹ sư Sơn ạ, qua cái trao đổi với các thành phần trong chuỗi thì ta mới thấy được cái hiệu quả của cái chuỗi nó thực sự là mang tính tích cực và có khả năng nhân rộng được ở trong nhiều vụ tới. Vậy thì ông có thể nói được cái tính khoa học ở cái chuỗi đồng bộ hiện nay là như thế nào ạ? Vâng, thưa chị, cái tính khoa học ở đây là chúng ta sắp xếp cái thành viên trong chuỗi doanh nghiệp vật tư nông nghiệp đầu vào, nông dân và hợp tác xã nông nghiệp cũng như chính quyền địa phương, thì chúng ta thực hiện tốt các cái công việc của các cái thành viên và phối hợp giữa các cái thành viên một cách khoa học, thì nó đem lại cái giá trị cả một cái chuỗi đồng bộ về giá trị nó cao hơn. Trong liên kết thì bà con có cái điều kiện để ứng dụng các cái tiến bộ khoa học kỹ thuật. Cái quy trình sản xuất theo hướng hữu cơ và hữu cơ thì đã lựa chọn những cái giống chất lượng. Hai nữa là đã bón theo đúng chăm bón theo cái quy trình của hướng hữu cơ, bón phân khép kín phân hữu cơ, thực hiện đúng cái quy trình bảo vệ thực vật theo cái hướng hữu cơ, nên là cái kết quả tạo ra là năng suất cây trồng lớn và đồng thời với nó là cải thiện được cái môi trường nông nghiệp nông thôn chúng ta được tốt hơn. Vâng, một cái sự đồng bộ có nghĩa là ta liên kết một cách bài bản quy củ, khắc phục được những cái mà đứt đoạn như trước đây, và cái cuối cùng là cái đầu ra của sản phẩm được thị trường tiếp nhận và đảm bảo được cái mục tiêu là an toàn, đúng không ạ? Vâng, đó là một cái, tôi cho rằng là một cái chuỗi rất là thành công và tiếp tục cần được nhân rộng trong thời gian tới. Vâng, như thế là đã rõ rồi ạ. Một cái mô hình mang tính khoa học và có cái sự bền vững trong gắn với lại cái phát triển kinh tế trong nông nghiệp. Vâng, cảm ơn kỹ sư đã tham gia chương trình ạ. Vâng ạ, thưa quý vị các bạn, liên kết đã đem lại cho bà con nông dân nhiều những cái hiệu quả trong thời gian qua. Tuy nhiên, cái việc liên kết chuỗi theo một cách tổng hợp như hiện nay, đồng bộ như hiện nay, thực sự đem lại một hiệu quả cao hơn, giúp cho bà con nông dân không chỉ là đem cái giá trị kinh tế cao mà giúp cho bà con nông dân có một cái bước đi phát triển trong nông nghiệp một cách bền vững, đảm bảo được cái an toàn, cũng là cái mục đích mà hướng tới trong cái nền nông nghiệp của chúng ta. Chuyên mục khoa học, kỹ thuật và công nghệ ngày hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.